cái phần hai chiếc này mấy anh em có thể lục lại video cũ mấy anh em coi, bởi vì cái con 795 nó hát một cái á, là khi mà cái thùng xăng của nó ập vô á là nó che hết luôn cái phần sườn ở đây, nó sẽ không giống như những cái dòng xe Sportbike hoặc là những cái dòng xe nét khác. Thoáng qua lại sắp hết năm, chỉ còn vỏn vẹn hơn trăm ngày trời là lại Tết Nhất đến nơi. Một năm cứ thế bốc hơi nhẹ nhàng, công việc thì vẫn ngổn ngang, chi tiêu thì lắm mà làm chẳng ra. Một năm cứ thế trôi qua, chẳng gì thay đổi ngoài già thêm đi. Nãy bị bãi hả? Ok anh em, rồi anh em mới đến một lóc của mình. Này thứ hai đầu tuần nữa này. Nếu mà giống như mọi năm 2020 cho tới 2022, 2-3 năm trước các bạn nữa, bắt đầu hết tháng 10 là mình bắt đầu là mình ngưng nhận hàng Tết. Không nhận hàng Tết nữa các bạn. Năm nay là thiệt, đúng là một năm gọi là suy thoái kinh tế luôn. Một năm mà thiệt, tất cả ngành từ ăn uống cho tới xe cộ cho tới bất động sản cho tới mọi ngành nghề, kể cả anh em công nhân đồ các thứ, ai cũng than như Chúa trời. Mở ra. Ừ. Như mình đây là cũng còn may mắn hơn rất là nhiều người các bạn, nhưng mà nếu mà nói mình về cái doanh số mà so với lại năm ngoái là thua. Như năm nay mà bắt đầu vô đầu tháng 11 rồi mà mình phải dẫn nhận hàng dọn Tết. Như năm ngoái là đầu tháng 10 là bắt đầu là mình đã nhận trọng, mình ngưng nhận hàng Tết. Mà năm nay là thua. Câu này là chắc anh em không lại rồi. Câu này hồi xưa lên clip mình rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm lại hoàn thiện hết. Dọn lại hết từ A tới Z. Trơn lại vàng năm, trơn lại bộ tem mới. Vệ sinh lại hết trong ngoài rồi làm lại dàn dây dầu trước sau, vệ sinh nhông sinh dẻ, nói chung là bảo dưỡng lại mọi thứ để chuẩn bị ăn Tết cho cái bộ áo tương Tết. Con này là con RF24 bản RF và cái chiếc số hiệu là 490 trên 500 chiếc trên toàn thế giới các bạn. Con này là bản Limited Edition, một trong những con xe cũng nằm trong top VIP của châu Âu các bạn. Thì top VIP châu Âu thì nó bao gồm như MV, bao gồm RFV4, còn những cái con xe còn lại giống như BM với lại mấy con giống như Ducati thì nó nằm trong top tầm trung trung thôi. Nhưng mà mấy con này là cũng là thuộc dạng là những người anh em nào mà phải nhiều tiền, nhiều thời gian thì mới sở hữu nó rồi. Đây nó là trung top cái con này. Thì cái con này là của anh Hưng Lâm Thành, hiện tại là mới bảo dưỡng lại xong hết, vệ sinh lại hết như dàn thép, viên vung vùng đốt. Các bạn nên lưu ý là đối với những cái con xe mà gọi là giá trị cao giống vậy, các bạn mua về không phải để trưng là nó bình thường đâu anh em. Các bạn lâu lâu các bạn phải xách ra đi, hoặc là các bạn cắm nuôi sạc bình ít nhất cũng phải là 5 tới 10 ngày. 10 ngày các bạn phải xách ra, các bạn phải dạo một vòng cho nó giãn gân giãn cốt giống như con người mình thôi. Con người mình đâu đó loanh quanh nó khoảng tầm 5-10 ngày mà không hoạt động cơ thể mà cứ nằm im một chỗ, ra nó cũng mệt. Hôm nay cũng vậy. Để bữa trở về là bắt đầu trong tình trạng là kiệt nguồn hết bình và mép tay của mình luôn. Trẻ mình mấy bạn nên nhớ là mấy bạn đã đi tất cả những cái dòng xe phân khối lớn, nó đều có chuyện hít hết. Mà khi những cái xe nào mà có chuyện hít, nó sẽ bắt buộc là nó cần cái luồng nguồn điện nó để nuôi cái hít, nên là nó sẽ bị hao nguồn. Nếu mà một cái con xe mà các bạn để mà 2-3 tháng chờ các bạn không đề, chắc cú là cái bình nó dễ bị đai lắm, bởi vì nó hút vô trong cái chuyện hít. Chứ con này là đem về trong cái tình trạng là cái bình nó vẫn còn kích vô sạc được, chứ không phải là nó xuống tới cái lượng ampe mà nó quá thấp và mình không kích được nữa là đai luôn cái bình và tốn cái bình cũng hết mấy triệu bạc. Để con này đợt này mình về mình sẽ tháo ra hết tổng thể, để tôi liên lại hết trong ngoài những cái như sườn xước ở ngoài đây mà chỗ nào bị dày á, ở đây nè, như mấy cái sườn xước ở đây nè, liên thời gian cái chỗ nào mà nó bị dày bị xước giống vậy nè, mình sẽ dặm lại hết dàn sườn nhìn cho nó tươm tất cho nó đẹp. Còn cái dàn tem này là anh chủ xe anh sẽ bỏ
ảnh tháo ra ảnh sơn lại một cái bộ tem khác để chuẩn bị bóng tết nữa. Thì con này không có lên đồ chơi, con này đợt này mình về chủ yếu là vệ sinh trong ngoài rồi sạc bình, vệ sinh dung phun đường đốt thay nhớt rồi kiểm tra lại dàn dây tháng trước sau có còn ổn định thì để luôn, còn cái nào mà nó quá cũ hay nó bạc màu thì mình sẽ bấm dây mới rồi lên chỉnh thêm. Cái chống nổ là thay mới nè, cái chống nổ được trước của anh là xài cái chống nổ của TNS là tháo ra bỏ rồi, còn chống nổ là chống đô cây, nó sẽ chọn từ bên đây qua từ trường đây qua bên trường bên kia, và áo là sẽ sơn lại một cái bộ tem mới, thì bộ tem nào đó thì khoảng tầm 10 ngày nữa anh em sẽ biết. Xe này hầu như là đồ chơi nó cũng gần full hết rồi nè. Còn con này giúp 1.000 ngày lên đồ hơi bị khủng, hầu như là full option nè. Hiện tại là full dàn áo nó là full carbon hết rồi. Và hiện tại là mình đang vô cái set phục ô liền. Phục ô liền sau có rồi, bây giờ mình đang vô cái set phục ô liền trước. Vô cặp heo thì hồi trước là lên rồi. Lên luôn cặp dĩa Rambo. Rồi cái con này thì nó ác một cái là cái cặp phục ô liền thì nó ti, cái phi nó sẽ lớn hơn. Mà cái chẳng pha dưới của thằng Z1000 nó cực kỳ nhỏ nè, cực kỳ nhỏ, nó cực kỳ mỏng luôn, mà nó hụt tới tổng cộng là 3 ly, mà anh em phải vớt mặt trên mặt dưới nó phải tầm mỗi bên là 1.5 ly, thì cái chẳng ba dưới nó rất là mỏng, nó không giống như những cái ba giống dày, các bạn thấy cái nhôm nó còn rất dày, hoặc là giống như cái chẳng ba của con rể 4 đi, nó dày giống vậy nè, các bạn vớt mỗi bên 1.5 ly thì nó còn mỗi bên nó khoảng tầm 2.5 ly 3 ly, thì nó quạ mai nó còn ổn ổn. Thằng kia cái diện tích nhôm nó còn quá mỏng rồi, các bạn vớt mỗi bên 1.5 ly nó là coi như là nó mỏng như cái tờ giấy luôn, nó sẽ không có đảm bảo về cái an toàn khi mà anh em nhận thành, nó dễ bị sập hầm đó. Nên là mình phi chủ xe thêm tí xíu kinh phí nữa, thì trường nào mình cũng lên heo Rambo, mình cũng lên dĩa Rambo, mình cũng lên trùng côn trùng thắng gần như là full option rồi, gồng thêm vài triệu nữa chạy luôn xuyên xuyên cái chẳng bay dưới cho nó chắc cú hơn, vừa an toàn cho mình mà vừa an toàn cho người hộ nữa. Nên là chạy full set chẳng ba trên dưới là bao gồm mình cái chẳng ba trên giữ nguyên, cái chẳng ba dưới là chạy là cái chẳng ba mới, chạy luôn cái cốt sườn, chạy luôn cái cốt bánh, là vô là lift and lay, đầu diêm giữ lại không có đụng chạm gì tới chế đầu diêm hết. Để con này phải khoảng 3-4 bữa nữa xong cái con này mình sẽ quay clip cho anh em coi thử coi chết ngàn này nó cũng trong top CM hay không các bạn. Còn con này là con hiện tại là đang ăn xương nè, lại con này phải giết năm được trước mình quay lâu lắm cho anh em à. Kiếm được năm cú vô cái mâm gấp 821 nhưng mà thực tế nó không vô được các bạn. Như các bạn coi cái phần hai chiếc này, mấy anh em có thể lục lại video cũ mấy anh em coi, bởi vì cái con 795 nó ác một cái á, là khi mà cái thùng xăng của nó ập vô á là nó che hết luôn cái phần sườn ở đây, nó sẽ không giống như những cái dòng xe Sportbike hoặc là những cái dòng xe NAC khác, ví dụ như những cái dòng xe NAC giống như vậy đi, hoặc là những cái dòng xe Sportbike giống vậy, khi anh em thả thùng xăng vô ở dưới đây nó vẫn còn khoảng trống, các bạn vẫn có thể là dời bát được. Còn cái thằng này cái thùng xăng nó mà thả vô á là nguyên cái thùng xăng này là nó bít hết luôn, mà hai cái sườn này là hai cái sườn rời, mà cái dàn phuộc của thằng 795 á là nó nằm cặp hông bên, còn của thằng gấp 821 với lại mâm 821 nó rất là bự mà nó nằm ở giữa, nên là mình không có đường nào mà mình chế mà cho nó nằm ở giữa, tại vì nó dướng nguyên cái đế thùng xăng ập vô một cái là nó bít hết lỗ luôn, nó không có thấy đường được, nên là mình đang xuống này và chỉ có cái quyết định cuối cùng đó mình ngâm cứu, đó là lấy cái gấp diêm xẻ thịt và banh gấp ra để vô được cái mâm 821, bởi vì bây giờ cái mâm trước là đi xét mâm của 821 rồi, không thể nào mà đi cái mâm sau là của thằng 795 được, thì anh chủ xe nhất quyết là anh phải đòi vô cái mâm của thằng 821, chứ còn mà đi mâm của thằng 795 là vô là xấu quá luôn, thì mâm 795 là mâm 3 cây, còn mâm 821 nó là mâm 5 cây đôi, thì nhìn nó sẽ đầy hơn đẹp hơn, và mâm của thằng 795 nó chỉ có size nó chỉ có 160 thôi, 821 nó là 180, nên là nó sẽ khi mà vô cái mâm 821 cho cái gấp 795 hai bên là nó sẽ bằng cái mặt gấp luôn, các bạn không có thả được vô cái bát heo, các bạn không thả được vô cái dĩa tải luôn, nói chung là nó cứng ngắc,
này là mình đem đi xẻ gấp rồi, xẻ gấp ra để hàng gia cố lại, cái là mình mới chọc cái mâm vô. Các bạn nghe nghe cái chữ mà xẻ gấp rồi hàng lại nghe thấy ghê đúng không? Nhưng mà để mình làm xong đi, mình test cho anh em coi thì nó sẽ chỉnh chỉ như thế nào. Thì thường thường mấy anh em coi những cái clip mình, những cái xe nào mà mình dọn mình độ chắc cố với anh em luôn, là mình test rất là kỹ về tốc độ, về lạng lách, về nói chung là đường hỗn hợp đồ mọi thứ nó chuẩn nhất có thể rồi mới đến tay của người tiêu dùng. Còn ví dụ anh em nào mà đã sợ làm những cái hàng handmade thì mình khuyên anh em là nên chơi đồ zin là chuẩn. Đây là mới gấp làm cái M6 rồi. Ê mày, xin tôi tháo cái mắt dừng ra luôn mày. Tháo được. Này không phải là không. Nếu mà hàng ốc đấy thôi để cho nó xả đi rồi che cái chỗ là khỏi nó trong sợ nó cháy luôn, chứ như giờ nó thì phun. Tháo hết phần ghét dừng rồi ra hết. Đây là con cái chiếc đời 6 mà hồi bữa mà bị đục dên á, tôi clip cho anh em. Như cái phần sườn này đợt trước là chắc là xe cũng té nặng hoặc là bị đụng mà hàng nó xấu quá, hàng cực kỳ xấu, hàng thấy không? Cái phần đuôi nè, đúng viên của nó là nó sẽ có một cái chớp dưới đây để bắt cái đuôi nữa, cái phần này nó sẽ ngang không xong. Mà bây giờ các bạn thấy không, hàng mà nó xéo xẹo à, đâm ra mấy bạn khi mà gắn cái dàn đuôi vô á là nó không có bắt giữ dưới đây, các bạn phải chim cao su. Còn ở đây mình sẽ có một cái sườn phụ zin, đây một sườn phụ zin cho anh em tôi luôn. Còn cái này là nó chày nắp bét mà nó hàng này, chủ xe yêu cầu mình là tiếp cái sườn khác về mà ở đây có cả về thải vô ở đây luôn. Tất cả chi tiết là đều là tới công chuyện anh em ạ. Khen như chưa mình được khen. Đây, ở cả trong đây là nó vẫn còn nguyên cái tem zin luôn ha. Cái bát này là nó sẽ để bắt cái bát này là sẽ để dành bắt cái phần bát trên bát dưới để bắt cái yên. Đây, nó sẽ có cái bát này. Vô ngay hàng lẫn lối thẳng thớm. Này hả, cái sườn đuôi này bán khoảng tầm 3 triệu, và cái tất cả từ cái phần sườn cho tới phần sườn phụ của con R6 nó nhẹ lắm, nó nhẹ cực kỳ. Cái này là hình như là nó là nhôm. Còn cái sườn lớn của con R6 thì nó cũng là ok, không các bạn thấy tự đi thôi, chứ nó cũng nhẹ tư. Giờ mới đụng tới con R6, bây giờ là tiếp đồ là giờ về đủ hết rồi, giờ là quất dàn sườn xong rồi để bên thợ máy người ta ráp sườn này. Chắc hồi xưa là có giọng đồ hết rồi, nhưng mà chắc đợt này là mình về là chắc mình phải tẩy lại hết, thì đường nào tháo ra nó sơn hết rồi, tẩy lại hết. Đây có dấu nó mớp, tẩy ra xong về cái nhôm zin bắt đầu là mình phải sơn lại hết từ A đến Z trong ngoài luôn. Để một con xe mà sơn cái sườn nó đẹp, các bạn thấy rớt cái sườn ra giống vậy nè, đó các bạn sơn hết trong ngoài thì nhìn nó mới liền cái con xe được đó nè, nhìn thấy to ha, nó nhẹ cực kỳ luôn nè. Đây là cái sườn của con Giao 2R6, xe này đang chờ cắm biển, xe này sẽ gốc sẽ về Củ Chi nè, chủ yếu là của em mua cái xe để vui lại, chủ yếu là để chơi để chưng, nên là người ta không có quan tâm tới vấn đề mà máy zin hay không zin. Cái quan niệm máy zin hay không zin thực tế mà nói nó cái thời nó quá xa xưa rồi. Còn bây giờ mấy bạn xác định mua con R6 mà máy chất keng thì thực tế mấy bạn chỉ mua những cái con xe đời cao, tệ nhất là phải đời 2013, 2014 đổ lên, còn hoặc là những con đời cũ, trừ khi xe người ta chùm mền mà người ta phải biết giữ. Chứ còn mà đòi mà dưới 2 xị mà bây giờ mà đòi con xe mà về đổ xăng chạy thì nó hiếm lắm. Nó phải có này nọ ok, chứ không thể nào mà dưới 2 xị các bạn có thể kiếm được con xe rồi sáu về mà đổ xăng mà chạy đâu, thi hữu lắm.
Đây là mới bỏ xong cái đồng hồ con X1R. Đã thể thải vô vô mình quay cái clip mình chia sẻ. Cái con này chị mang mình lên cái clip tổng thể chi tiết con này là lên phải tầm là bao nhiêu tiền trong khu xe này. Giờ mình sẽ bán nó cái giá lên qua đâu đó nó khoảng tầm 1 tỷ thôi. Còn ai mua thì mua, không mua thì mình cứ để mình thấy thôi, không gấp. Hiện tại mấy anh em nào mà làm bên ngành Honda, bên phụ Honda, các bạn giúp mình nhé, là đang cần kiếm một cái đèn chìm, một con tiếp lục giống vậy. Cái này nó là một tiếng nha anh em, nó là một tiếng, một tiếng lục giống vậy. Đây này là tem chìm luôn á, mình đang cần một tem chìm với lại một cái bọt lúc đầu trước sau. Còn mấy dàn áo này là như là nó chưa bể bát vậy đó. Chỉ có cái ốc đầu này là nó bị bể nét quá rồi, nên là bắt buộc là phải kiếm đồ zin thay. Bởi sao này, hồi trước là chủ xe mua ở ngoài Tân Thành là hàng lô là nó khác. Đây, hàng lô thì các bạn thấy cái phần ngủ ở trong nhìn nó sida lắm. Còn à, nhựa zin là mấy bạn sẽ thấy được như mã số đồ mọi thứ, năm sản xuất rồi cái mũ của nó nhìn tới đâu nét tới đó, chữ nghĩa đâu cũng vậy, nhìn nó đâu nét tới đó. Còn chữ nghĩa của thằng lô á, là nhìn nó dễ nhẫn gương nó quậy lắm, với lại cái mũ á, nó sơ sơ sát sát. Nói chung là anh em nào mà coi đồ zin nhiều á, các bạn nhìn các bạn đánh giá được liền. Còn cái đồ lô á, nhìn vô khác một chợt giật. Khi mà mấy bạn mua đồ lô thì ráp vô nhiều khi nó có bị hở đồ này nọ kia. Mình đang cần kiếm một cái ốp đầu trước của rim lùng, với lại cái bộ đầu sau của rim lùng mấy bạn, với lại full bộ tem zin. Giá cả không là vấn đề, miễn là có hàng giúp mình cái là mình lên tới nơi mình lấy chung tiền mặt. À, xe này là đi tính ra khoảng tầm 20 năm rồi, nhưng mà cái cục máy hiện tại bây giờ nó còn đang rất là im mấy bạn. Chỉ có cái bộ nồi đó là nó cái nồi nó bị lỗi. Cái này mình sẽ tháo ra coi lại cái dàn cốt nồi của cái bộ cứ coi là nó còn ổn không. Nếu mà không ổn thì sẽ làm gì hết bộ nồi. Xe này mình chỉ có chừng là chọn lại viên khoảng tầm 70% thôi, chứ tại vì cái nguyên của chủ xe cho mình nó khoảng tầm 15 triệu quay đầu, mà 15 triệu quay đầu của các bạn để chọn con viên luôn mày giống như xe thuần. Thì thực tế mà nói là nó giống như mà lấy các cái nó không có thậm chí đâu, nó không có CJ hết. Nên là xe này là không có tính máy, xe này là mình chỉ có xe này chắc được ôm rồi đó, nó tốt rồi đó. Xe này chỉ có đi tăng cát, tăng cát xong rồi sơn lại cái đầu, còn cái này là sơn lại hết. Nói chung là chúng con cũng sẽ chịu làm lại cho mới, và cái nào còn riêng mà còn đẹp đẹp á, nó giữ lại hết, đừng có thay. Còn cái đồ nào nó quá tả, nó quá gớm thì mình mới thay thôi. Cái này nó sẽ là màu nho nha anh em, sơn lại full lại với con riêng. Nhưng cái này là phải hàng hiệu đó, cái này bị chó cắn. Như cái bẩn này là cái bẩn zin, đó là bẩn zin màu, nó bẩn sơn được, là mấy bạn cầm vô là nó hơi dẻo dẻo. Còn cái mà bẩn lô mấy bạn mua ở ngoài là nó cứng ngắc, à gõ vô nó kêu bong 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 bong. Này là gõ vô là cái cảm giác là cái nhựa của nó dày, nó nghe bụp 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 bụp. Còn nhựa Trung Quốc đó các bạn gõ vô kêu bóc 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 bóc, là cảm giác là cái nhựa nó mỏng hơn. Con này mà cho mình cái kinh phí 15 triệu mà để dọn full lại con này cũng hơi chua chát. Ôi, bởi chưa gắn cái nắp nước mát cho con nghe hả? Đây là dàn phụ của con từ 6. Hiện tại là con này là chỉ có tháo ra quất lại cái chân phụ thôi. Còn cái vỏ phụ là hiu lắm. Vỏ phụ mọi bạn mà giờ tháo ra cái chỗ này không biết ai mà lấy ba cái cây cung ba hay là cái gì dễ rồng dễ rắn lên được lưng hết rồi, chạy xước đây. Bây giờ mấy bạn mà đem ra, các bạn tháo ra, các bạn anốt lại là mấy bạn đi thời gian hầu như khoảng tầm là được vài tháng là nó rất là dễ bị xì chinh phục. Nếu mà quan trọng là cái chỗ mà bên tẩy tẩy mà nó tẩy không kỹ một cái là lố thời gian là nó sẽ ăn mòn, nó nhơn ăn nhọn mơ, là nó quét cái hành trình cái phi ở đây này.
là mấy bạn sẽ dễ bị xì phốt phù á. Cái này chỉ có rửa lấy thôi, sơn lại chân phù, sơn lại cái lòng đĩa, rồi sơn lại vàng băm theo, rồi nói chung là con này là dọn lại, con rồi sáu là dọn lại hầu như là để ken ken, để dành để chân. Rồi anh em có full cái chụp xi nhan trước sau với lại cái đèn pha của rim lùng đời này thì hú mình luôn. Nói chung là mình đang cần một cái bộ ốp đầu trước sau với lại full bộ tem zin, tem thông số với lại bộ chói đèn trước với lại bộ xi nhan trước sau đèn hậu của con rim lùng. Anh em coi cái con rim lùng mà nó giống như cái đời của thằng Extra ha, giúp mình cái. Bữa giờ mình hỏi mấy chỗ rồi mà không có tem nữa mà, nên là cũng hơi bị đuối. Con này thì mình nhận thanh quanh nó khoảng tầm 10 ngày thôi là nó phải xong này. Cái niềng sau thì nó còn xài được, còn cái niềng trước lại đi bụi rồi, niềng trước là nó mục ra tới đây rồi nè, trước là nó mục ra tới đây rồi. Mà bây giờ mà để mà kiếm mà mua lại cái căm mờ giống như của rim lùng với lại cái niềng viên của rim lùng mà mua lẻ một cái thì nó hơi chua ha. Mà quan trọng cái kiếm mua đâu, đây là đầu viên của nó nè, này phải rửa ráy lại hết, càng thắng đồ là si kem. Mấy cái này là thường thường là mình sẽ một là bán cát, hai là mình bài sọc mình chụp keo. Mấy con xe này là nếu mà anh em đi mà giữ kỹ đi biết như là bí hưng nó bền siêu bền. À xe này là cái sườn nó không có bị mục của anh em, đồng lại ít hơn tất cả những cái sườn mà mình đã từng gặp. Nếu mà một cái con xe mà đời cứu lễ cứu lai này các bạn tháo ra thường thường cái dàn sườn đen nét lắm, dàn sườn khúc này nét cực kỳ, nhưng mà cái con này là dàn sườn nó vẫn còn đẹp. Xe này là chưa từng làm đồng luôn, có hàng nhẹ đâu khúc đâu này rồi, chỉ có hàng nhẹ khúc này, còn trên đây là còn zin hết. Hàng nhẹ khúc gần giá cái cục máy lên, còn mấy phần ở trên đây là đồng đít rồi là vẫn còn ổn, chưa có bị xé nhiều. Nhưng mà trước sau gì mấy cái sơn này lâu quá rồi mình không có thể xả được, để mình mài cái chỗ làm đồng này tẩy ra hết, bắt đầu là mình sẽ sơn lại từ đầu. Màu này nó là màu nho nè. Rồi các bạn nào có nhu cầu dọn xe ăn Tết thì cứ liên hệ số điện thoại của mình 0903 678 98 gặp Đức Ken. Bye bye, chào tạm biệt.